Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cổ mẹ xuôi mái lá nghèo cũng đứng dù phiêu. Dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đợi dưới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Sống nâng không có chuyến đò nào đưa
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương Lúa, Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, sao sẵn chớn cho chị nói luôn. Chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự mà phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng, hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác làm sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, nghĩa là chưa. Dạ. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu nghe hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là Sóc Surprise, Sóc Trăng, thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây, nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ưu ta. Sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để làm một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sơ Bái bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rập bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên, nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey! Hey! Đẹp quá trời đẹp. Cảm
tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng. Đồi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đó về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điều múa lâm thôn. Sóc xưa bãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhựa rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? Đó. Bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? Dạ hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. Dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. Cái này là bản năng thôi. Ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. Nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. Và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. Và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng, thì không biết bạn có ý định đó không? Dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình với em là bây giờ với cái giọng này của em á, thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em á, nó không có một cái kỹ thuật gì hết, nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Trời đất ơi, bấm một 7. Bây giờ sẽ là phai dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Thank you.
một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa xôi. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sắp theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối xi vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây sắm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mưa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đánh vỡ tan. Một tiết mục rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị.
Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát lạnh rớt nước mắt rồi, bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mấy về buồn liên nó phải như vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À, biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc, và nó bắt miết mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay. Cái giọng của em rất là đẹp, mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo, chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em, rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng đây số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay, mời quý vị cùng thưởng thức. Chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi xin cho phép Akikoa xin đến quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Xin chào Akikoa. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em đắm vừa cất tiếng hát một cái thôi. Anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, 4 người như nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng dép hả? Cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu, để coi bây giờ nó mới vô hát cái tông cỡ này chắc là điệp khúc hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc là điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc đó em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà các em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là
Em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi chung được chuyên nghiệp thôi. Ủa chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng Song Ca Giấu Mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Aki Khoa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này. Và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nút cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Anh đã chọn căn phòng số 5. Và bây giờ sẽ là tiết mục Yêu. Đập ta khát khao, yêu là bao sầu đau buồn phiền ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai, yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Tình yêu không nói, tình yêu không.
lòng chỉ vậy thôi. Tình yêu tình không gian dối, tình yêu tình không tiếc nuối. Cho yêu nhau dẫu thương nhau, mình mãi bên nhau không rời xa. Yêu là tiếng quấn quanh người đẹp ta khát khao, yêu là mang sầu đau buồn vui cách xa chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trong phai, yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em hoài lãng quên. Yêu đau đớn chút thêm cho tan nát tim đau. Yêu hãy đến bên nhau, đắng cay ngọt buồn cùng sẻ chia. Chẳng nhau, chẳng nhau. Xin yêu mãi mãi sau, trao nhau hết con tim, một đời cuồng si. Mãi say cùng nhau yêu trọn cuộc đời yêu. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn chúng ta chọn phím A, nếu không chọn sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là mà anh Nam Cường cũng như là ba anh chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị. Có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kính. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn. Nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối, cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp, hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất, em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Liếc nặng nhẹ lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Anh liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè. Ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng, dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự nhẹ, sâu sắc, đỉnh đạt. Tuy nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát nó kết hợp với nhau trong cái bài này, mình rồi thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. 10 giây, bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Ngày anh muốn
ra đời. Ngày anh 40, em mới vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc miên mãi, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây. Trong nơi anh đã lo việc đời, ôi 20 năm ưu hoài. Đầu vừa điểm phai, gặp nhau từ xuyên mây. Ngờ đâu tình duyên đã lót rồi, lót đôi mình. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên bờ mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống giữa khi trời đất giông tố. Anh em yêu thương xa sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á, tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền, ây da bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra, nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật, nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuống bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tự ước như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc,
chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào bốn vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Anh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng, thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng.
bài hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong rồi em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em, và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á. Tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là... anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Anh Hoàng Bách ơi. Điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác. Cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình. Và anh để đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương. Bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì anh nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Yeah. Chiếc bóng cô phàm đâu là cô đơn nếu mình nghe nhạc trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng nó. Em nghe gì không? Như thương hạt mưa non dài.
anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như cơn cây mà non, cánh cây nhớ ai làm sao cây đó. Tuyệt vời đúng không quý vị? Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khanh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay bạn nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai bài, hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát. Nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng. Và đi trọn vẹn được bài hát. Và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn, quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nhá, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn, nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ bản lĩnh, có bản lĩnh sân khấu. Khanh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Khai ơi, anh có thích tiết mục này không? Kyle rất là thích tiết mục này và đặc biệt là Kyle nghe bài này rất là nhiều. Kyle đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Kyle. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em mà ở nhà em xem TV á thì chắc chắn em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên. Bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ. Đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Yeah. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Ham Đức Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em.
quanh bao năm ông buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn soi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh, trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này, khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ.
khi mà đứng gần sao tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Gấm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, mà giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn. Và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung. Tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, kính chị với bạn nào anh Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh đẩy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Đó, một cái giọng rất là nam tính, có cái độ rung đặc biệt, dày, giọng về cơ bản là giọng tốt và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách. Thế còn Kyo thì sao ạ? Một cái mà Kyo cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, là mình tự nhiên và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thấy thế tôi bên em, thấy thế tôi yêu em, thấy thế tôi quan tâm về em. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên.
trách tôi bất công vì con thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Và đó là ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream ạ. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người yêu cũ có người yêu mới lần đầu tiên trên song ca giấu mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó. Và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin lúc anh đọc thư ấy. Dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Em ngỡ đi thật xa để anh lại thế nào, đừng cố va vào.
vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy. Dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách anh vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên cuối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy. Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi anh vì sao, đừng trách em vì sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về. Đến lúc nào anh lại xa. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến 4 vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kyle không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát, anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Thôi, trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen.
Và chúc mừng Phiên hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kaio. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kaio lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên, thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kaio và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. Anh vẫn yêu tình yêu.
Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn, hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào 4 vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu, nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy. Cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứa sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tấm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến yêu vật vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau,
và ta chưa sẽ nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đối với nhau như nước quá cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thao không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái vẫn chưa uốn nhau và ta chưa sẽ nỡ. Con đường
vị, và đó là tiết mục song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo. Công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm đầu. Khanh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiết Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo, với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á.